Xin chào các anh chị khách hàng, các nhà đầu tư cùng các bạn đang theo dõi clip của Tâm. Thì nhân dịp mà Tâm thấy cái bức ảnh về hạ tầng uh, giao thông của cao tốc bến Lức Long Thành nó sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 10 hay 2024 là ở cái đoạn cuối đoạn phía Đông anh chị. Còn những cái đoạn dưới thì và cái đoạn mà bên thành phố Hồ Chí Minh tới Long An thì nó sẽ thông xe vào quý 1 của 2025 thì đây là một cái thông tin rất là tích cực bởi vì anh chị biết cao tốc Bến Lức Long Thành là nó làm khoảng 10 năm rồi và đến thời điểm này thì nó vẫn chưa xong vì một số cái yếu tố của nhà thầu và vấn đề về vốn thì bây giờ đang được thúc đẩy. Thì nhân cái tiện cái công trình hạ tầng này bức ảnh này thì tâm muốn chia sẻ với anh chị một cái chủ đề rất là quan trọng đó là anh chị đi đầu tư thì tâm nghĩ là anh chị phải là những người chủ động phân tích những người chủ động tìm hiểu và có kiến thức kỹ năng sử dụng vốn kỹ năng phân tích thị trường khai thác thông tin kỹ năng điều tra tài sản thiết lập bảng giá bản đồ giá kỹ năng ra quyết định để anh chị tự mình quyết định bởi vì tâm hiện tại thì tâm thấy thông tin trên thị trường nó quá là nhiễu loạn bởi vì rất rất nhiều những nhà môi giới cũng như là những anh em làm bất động sản thì mình cũng mỗi địa phương thì họ đều có những môi giới làm clip về những cái khu vực đó cũng như tâm thôi tâm ví dụ tâm làm ở nhân trạch thì tâm cũng chia sẻ những thông tin ở nhân trạch nhưng mà nhiều khi thì nhân trạch hay là một địa phương nào đó của một số anh em nào đó thì nó không phù hợp với cái nhu cầu đầu tư của anh chị nhưng mà vì có thể là anh chị thấy nói nó có thể là hay hay là cho nó là đúng đi thì anh chị chọn anh chị quyết định mà bản chất anh chị là chưa tìm hiểu về cái khu vực đó thực sự hoặc là thậm chí là những cái thông tin nó chưa được đúng lắm ở đây thì tâm nói chung thôi mình không nói về khu vực nào cả nhưng mà rất nhiều nhà đầu tư đang đầu tư theo cách này thì tâm cho rằng là nó hơi có yếu tố mạo hiểm và yếu tố tin cậy nó chưa thực sự phải là cao bởi vì anh chị biết là ngay cả môi giới thì cũng không hẳn là họ có đầy đủ thông tin để họ phân tích một khu vực đâu phải là những người mà hiểu rất sâu về khu vực đó thì mới đầy đủ kiến thức để tư vấn thứ hai là kể cả họ là một người tư vấn Uh, phân tích giỏi nhưng mà họ chưa chắc đã là một nhà tư vấn về đầu tư tư vấn về tài chính cá nhân tư vấn về sử dụng vốn cũng như là một kỹ năng quyết định chọn thời điểm đầu tư bất động sản thì nó cũng là một cái vấn đề và nó lại là những cái yếu tố cực kỳ quan trọng anh chị biết là nhiều khi là bạn môi giới đó bạn biết khu vực đó tiềm năng khu vực đó là có thể là mang lại lợi nhuận rất là cao nhưng mà thời điểm vào sai và tất nhiên những anh chị mà 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 bán ra thì cũng cơ bản là yếu tố tâm lý một phần nhưng mà cũng một phần là yếu tố từ anh chị biết đó là cái nhu cầu sử dụng vốn của cá nhân thì nhiều anh chị chuyển đổi hay là anh chị muốn thu tiền về thì đó lại là một câu chuyện khác nhưng mà tâm nói là rất nhiều cái cái, cái môi giới mặc dù chọn đúng thị trường nhưng mà sai thời điểm nó cũng sai nên do đó là anh chị cũng phải hết sức lưu ý và tâm nói luôn là không có một môi giới nào bán ở một khu vực nào đó mà lại đi 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 chê khu vực đó cả đó là cái mà anh chị phải biết họ chỉ có tư vấn cho nó trung thực thực tế là điều tốt còn thứ hai là họ chỉ nói tốt về khu vực đó thôi đó là điều mà anh chị phải hết sức lưu ý tuy nhiên nếu anh chị là một nhà đầu tư chịu tìm hiểu, chịu phân tích, chịu tìm tòi thì anh chị sẽ tự mình giải quyết được cái bài toán đó mà không cần phải phụ thuộc vào những cái quyết định cũng như là phục mô tâm lý bởi môi giới. Và tâm nghĩ là nhà đầu tư nên như vậy hãy xem những cái thông tin mà môi giới cung cấp chỉ là những cái thông tin mà tham khảo và những thông tin bổ trợ cho những cái quyết định của mình bởi vì chị biết là một quyết định xuống tiền đối với bất động sản nó không giống như là anh chị mua 100 cổ phiếu hay là anh chị mua một chỉ vàng nó không phải là một quyết định nhỏ anh chị nó là một quyết định lớn quyết định vài tỷ thường là vài tỷ tiền tỷ thì anh chị phải chịu trách nhiệm cho cái khoản tiền xuống tiền của mình và thường nó ảnh hưởng rất lớn tới cái tài chính của mỗi cá nhân mà mỗi người là khác nhau ví dụ tâm nói thôi đơn giản là bạn của anh chị đi mua hai nền đất ở Nhân Trạch trị giá 3 tỷ Trong khi tài sản của họ là lên tới vài chục tỷ Cho nó là 20 tỷ đi Còn anh chị thì chỉ có đâu đó khoảng 5 tỷ Anh chị uh, uh, 5 tỷ là tài sản nhé Anh chị có khoảng 1 tỷ tiền mặt Thì thấy bạn anh chị đầu tư vào 3 tỷ Thì anh chị cố gắng vay thêm Thế chấp nhà vay thêm 2 tỷ Rồi anh chị có 3 tỷ mua bằng được hai nền giống như bạn anh chị đó là một quyết định sai sai nha anh chị bởi vì tình hình tài chính của mỗi người là khác nhau tất nhiên vấn đề thị trường tăng hay giảm chúng ta chưa bàn tới nhưng mà chúng ta bàn tới cái tình hình tài chính của mỗi người thì rõ ràng là mỗi quyết định mỗi cá nhân anh chị là có cái tình hình tài chính khác nhau và mình phải cân đo đong đếm cái tài chính của mình để quyết định và hiện tại thì thị trường bất động sản đã có dấu hiệu hồi phục tích cực cả nước luôn rồi thành ra là thông tin về những cái khu vực bất động sản tiềm năng thì nó có ở khắp nơi và tâm nói rồi không chỉ riêng khu vực hút xây dựng hà nội cái khu vực mà trên màn hình anh chị là ngay cái nút giao của đường cao tốc Bến lức với lại cái đường trường trinh là cái dự án hút luôn nhưng mà không phải riêng khu vực này tiềm năng anh chị biết tại tâm bán khu vực này thì tâm sẽ chia sẻ nhiều hơn về khu vực này nhưng mà anh chị biết có rất nhiều khu vực khác nhưng mà rõ ràng thì anh chị cũng phải tự phân tích và tìm hiểu thì anh chị cũng sẽ thấy nhân trạch là một cái địa phương mà trong cái chu kỳ này chu kỳ bất động sản và chu kỳ đầu tư công thì nó sẽ hưởng lợi lớn nhất thuộc loại lớn nhất anh chị nó có đầy đủ các cái yếu tố về hạ tầng kỹ thuật hạ tầng uh, giao thông xã hội để nó phát triển mà đó chính là những cái tiêu chí mà đã làm nhân trạch nó bị thụt lùi hoặc đi chậm và thành đô thị ma trong khoảng gần 30 năm vừa rồi anh chị. Và anh chị biết một điều nữa là bất động sản ở phía Nam thì gần như là nó mới tăng nhích nhích nhẹ thôi, nó không giống như những bất động sản ở khu vực Hà Nội. bất động sản quanh thành phố Hồ Chí Minh thì nó còn tương đối là chậm và rõ ràng là cái cơ sở mặt bằng giá cũng như là cái tiềm năng tăng giá của nó là ăn đứt ở Hà Nội nha anh chị. Tâm phải nhấn mạnh cái từ đó. Và những cái yếu tố mà làm giá sâu thì Tâm cũng nói với anh chị nhiều rồi Đó là chủ yếu nó đến từ cái vấn đề về Thứ nhất là đầu tư công của Hà Nội đi trước này Thứ hai là vấn đề về khó khăn khủng hoảng của Cái quá trình bắt bớ năm 2022-2023 của các tập đoàn lớn Và đặc biệt là cái vụ ngân hàng SCB Vạn Thịnh Pháp Thì anh chị biết là phần lớn cái lượng tiền của thành phố Hồ Chí Minh được người dân thành phố hồ chí minh gửi trong scb thì bị hút mất thì thành ra là những cái người giàu mà sở hữu tài sản rất là nhiều ở đã gửi ở scb anh chị biết là mấy trăm nghìn tỷ mà thì nó bị hút thì rõ ràng nền kinh tế nó bị thiệt hại cực kỳ lớn nhưng mà anh chị biết những cái thông tin mới đây thì ngân hàng nhà nước nó đã bơm tiền cho giải cứu scb đó và nó sẽ đâu đó khoảng 25 tỷ đô thông tin này thì nó chưa kiểm chứng, chưa đưa lên thông tin truyền thông rõ ràng thì Tâm chỉ nói là anh chị đó là một thông tin tham khảo và có một số trang nó đưa thì đây là những cái nguồn tiền mới để ngân hàng giải quyết trả lại cho những người dân mà gửi tiết kiệm hay là chứng chỉ tiền gửi đó thì rõ ràng nền kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ phục hồi trở lại và một số cái yếu tố khác về văn hóa cũng như là về một số cái vấn đề mà mình liên quan mình không chia sẻ nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh vấn đề về ngân sách nhé anh chị thì nhưng mà hai cái yếu tố tâm nói lúc đầu thì nó là chính và rõ ràng sắp tới đây khi luật đất đai gần như chắc chắn 99 phần trăm là sẽ áp dụng ngay từ ngày 1 tháng 7 thì cái lượng Việt Kiều kiều hối về nó sẽ đổ vào cái khu vực miền Đông Nam Bộ rất là nhiều không phải là miền Tây Nam Bộ mà là miền đông nam bộ nha anh chị và chắc chắn rồi họ sẽ đầu tư ở khu vực thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương và rõ ràng thành phố hồ chí minh và đồng nai là địa phương được hưởng lợi và anh chị biết rồi khi họ phân tích khu vực thì họ cũng sẽ chọn long thành và đồng nai cũng như là một số địa phương như là biên hòa phước tân long hưng đâu đó còn lại thì tất nhiên nó sẽ nằm ở thành phố hồ chí minh là nhiều khu nam và khu đông đó là hai khu đặc biệt thu hút ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có một số tỉnh Đông Nam Bộ nó sẽ cũng được hưởng lợi như là Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. Đấy. Và nếu mà anh chị có đầy đủ những cái thông tin kỹ năng phân tích như vậy và anh chị chọn một hoặc hai cái khu vực anh chị xuống tiền thì tâm cho rằng là cái cơ sở để anh chị đạt lợi nhuận và an toàn rất là cao và tâm cũng khuyên anh chị không nên đầu tư dàn trải quá mức và quá nhiều nơi anh chị sẽ khó nắm và anh chị sẽ tốn rất nhiều thời gian để phân tích mà thay vì đó anh chị khoanh vùng bán kính trên bản đồ bây giờ anh chị nhìn Google Maps anh chị hoàn toàn có thể phân tích được anh chị thì anh chị sẽ chọn những cái khu vực tiềm năng mình cho là tiềm năng nhất sau đó mình sẽ đi tìm loại hình sản phẩm nó phù hợp với cái nhu cầu cá nhân của mình nó có thể là bất động sản lái vốn như đất nền đất dân đất công sao hay là bất động sản có vừa lái vốn vừa dòng tiền như là nhà phố cho thuê được biệt thự hay là giấy nhà trọ hay là bất động sản khai thác dòng tiền thôi anh chị chỉ muốn cái dòng tiền ổn định cao ở mức uh, 4 đến 6 phần trăm một năm mà không quan tâm tới lai like vốn thì anh chị có thể tìm hiểu các cái dòng sản phẩm căn hộ hay là các tòa nhà dịch vụ tòa nhà dịch vụ thì cơ bản thì nó vẫn có lái like vốn nhưng mà các cái dòng căn hộ hiện tại thì nó cũng không với những cái 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 trend đầu tư và những cái mật độ dân số cao cũng như là cái việc đi lại giao thông cũng như là cái tiện ích sống thì cơ bản căn hộ hiện tại thì nó vẫn đang thu hút rất nhiều các nhà đầu tư căn hộ ở khu vực trung tâm anh chị thì đó là tùy mối nhu cầu của anh chị để anh chị đón đầu và tâm cho rằng là quý 3 quý 4 của 2024 chắc chắn bất động sản nó sẽ có sóng đấy. Anh chị mình lựa khu vực thôi. Mình ở đây mình bán nhân trạch nhưng mà mình không phải nói để anh chị đầu tư hết vào nhân trạch đâu mà anh chị coi nhân trạch là một khu vực tham khảo. Và tất nhiên mối loại hình thì nó phù hợp với anh chị thì anh chị hãy đầu tư. Còn chắc chắn là chắc chắn bất động sản nó sẽ có sóng ở quý 3 quý 4, thậm chí tâm cho rằng là sóng khá là ok. Thì anh chị xem cái thông tin này thì mình có thể tham khảo để mình lựa chọn và tốt nhất anh chị phải là người quyết định. Và cái điều này nó cũng quyết định ở một cái đó là khi anh chị quyết định thì đó là quyết định của anh chị để tránh sau này anh chị tìm những cái bạn môi giới mà phân tích ở những cái khu vực khác nhau. Ví dụ như là đợt 2021 2022 mà những người mà đầu tư bất động sản mà ở các cái khu vực tây nguyên mà đầu tư mà dạng trên bỏ phố về rừng ấy, rồi sau này nói là do môi giới lùa lên á thì thực sự là nó cũng đúng nhưng mà nó không hoàn toàn nó đúng anh chị bởi vì đó là người ta phân ra người ta bán thì còn cái quyết định mua quyết định xuống tiền là của anh chị và thực sự lúc đó anh chị mua bằng cảm xúc mà chứ không thể mà trách họ hoàn toàn được đó nên những là cái mà anh chị phải chú ý bởi vì lúc đó là anh chị thấy những cái trend hay là những cái lợi nhuận mà khu vực xa đem lại thì nó rất cao và người ta thổi phòng người ta vé nó ra như vậy và rất nhiều anh chị tin tưởng những cái lời như vậy và anh chị xuống tiền thì rõ ràng đó là do anh chị không có khả năng phân tích và chọn thị trường thôi chứ còn anh chị nếu mà chọn những cái sản phẩm cận trung tâm và an toàn thì bây giờ là nó lại là một câu chuyện khác anh chị. Bây giờ thanh khoản của thị trường trở lại và chu kỳ mới thì nó cũng bắt đầu nó tăng từ trung tâm tăng ra thôi. Chu kỳ nó vẫn vậy, tất nhiên có những cái dòng sản phẩm nó sẽ khác. Nhưng mà cái đó thì anh chị phải tự phân tích bởi vì hiện tại là anh chị biết là luật đất đai mới. Nó áp dụng đây là một chu kỳ thì thường là luật đất đai nó sẽ diễn ra vào đầu sóng chu kỳ luôn. Và thường sau luật đất đai, mỗi năm từ 1993, 2003, 2013 thì đều có sóng cả nên không có cái lý do gì mà 2023 nó nó đã hiện tại là nó đã áp dụng trễ đó anh chị trễ 6 tháng rồi đấy thì nó chắc chắn 2024 này thị trường 24 25 26 là sẽ có sóng anh chị chú ý để tránh bị bỏ lỡ mất cái cơ hội cảm ơn anh chị